Vâng, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Đi Tập 1 VN. Và trong con clip lần này, thật sự thì nếu còn các bạn yêu cầu ấy là những con như kiểu con Judge, con Jack các thứ hoặc là con Passion thì thật sự xin lỗi các bạn, đấy là chúng nó mới cấp 60 thôi các bạn ạ. Nếu các bạn chịu khó các bạn đợi một chút cho tới khi mình nâng chúng nó lên 80 rồi mình sẽ làm beat cho các bạn nhá. Nên hôm nay mình sẽ đổi gió xách con Shiki vào rank xem nó như thế nào các bạn nhá. Đây các bạn ơi, với những bạn nào mà thật ra trước mình cũng có ăn một cái video quay con Shiki hồi mới ra rồi, nhưng mà với bạn nào mà chưa rõ về bộ kỹ năng của đội tại thì hôm nay chúng ta sẽ cùng xem lại xem nó có những kỹ năng của đội tại gì nhá. Shiki có hai kỹ năng khá đơn giản. Kỹ năng một của Shiki đá ra một đường kiếm dài đánh bay và đồng thời gây sát thương cho phần trăm máu tối đa của kẻ địch. Điểm đặc biệt đó là nếu kẻ địch thuộc bằng Roger thì lượng sát thương này gây tới 70% các bạn ạ. Nói cách khác là các bạn có thể những con như con kiểu Roger xanh hoặc là Ray ấy, các bạn đá nó 1-2 phát cho nó máu tụt khoảng tầm 70%, các bạn sút một phát là nó sẽ lên bảng điểm số luôn. Còn này hay lắm các bạn ạ. Còn kỹ năng 2 của Shiki là kỹ năng cơ động. Shiki đá những viên đá ra phía trước, đá với đá é gây chấn động đối phương và đồng thời bay lên trước, nó giống kiểu như kỹ năng 1 của Oden đấy các bạn. Và đồng thời tạo ra một đường giúp cho đồng đội tăng tốc độ chạy, giống hệt kỹ năng 1 của Oden, rất cơ động. Hai kỹ năng này kết hợp lại giúp Shiki trở thành một trong những con runner linh hoạt nhất game. Còn với nội tại thì sao? Nội tại của Shiki là khi mà tấn công kẻ địch thuộc băng Roger thì giảm thời gian hồi kỹ năng 1, hay khi mà đang di chuyển ấy thì được chống sát thương và vẫn giữ được một máu khi những sát thương chết người. Và khi dùng kỹ năng 2 thì được tăng tốc độ, được tăng 10% tốc chạy. Nội tại của Shiki còn lại cũng rất cơ bản thôi các bạn. Đó là khi mà máu trên 70% thì tăng tốc độ rút cờ và giảm sát thương nhận vào. Đồng thời khi cái sát thương lên kẻ địch mà trên 70% máu thì kéo dài thời gian hồi né. Nói cách khác là khi các bạn đánh nhau với Roger hoặc là xanh mà chiến đấu trên 70% máu ấy, các bạn sút chúng nó thì chúng nó sẽ không thể né được. Và chắc chắn rằng khi các bạn đá chơi một vào, chúng nó sẽ ăn trọn quả chém nó vào mặt và lên bảng điểm số ngay lập tức. Đó chính là điểm mạnh của Shiki. Và cũng chính vì cái sát thương theo phần trăm máu như thế, và Shiki là một trong số ít những con không quá phụ thuộc vào cấp các bạn ạ. Các bạn hoàn toàn có thể check con Shiki 80 vào vẫn giết được xanh và Roger như bình thường. Còn với nội tại 2 của Shiki thì cũng rất là bình thường thôi các bạn. Khi nhận sát thương quá 50% máu thì giảm sát thương đó đi 30%. Và sau khi rút cờ xong thì được hồi máu và được hồi kỹ năng 1. Đó, thì đây là một nội tại rất là ok với một con runner, cũng như là một con được sinh ra chỉ để chống những con thuộc bằng Roger. Còn bộ medal thì sao? Bộ medal mình đang mang theo là bộ medal của Strong World các bạn ạ. Nhưng nếu các bạn không có, các bạn hoàn toàn có thể dùng ba lù cũng được nhá. Và tập trung toàn bộ vào đây, rút cờ hồi chiêu 1. Còn với dàn support thì sao? Đây như các bạn đã thấy mình đấy, ok 100 này thấy không? Ấy, ok con nọ mình làm clip ấy, ok 100 này. Mình đã test vào dàn support 165.7%, được mở 6 tác các bạn ạ. Và tất nhiên rồi, lại như mọi khi chúng ta sẽ cùng sạch con Shiki này vào game để xem nó làm được gì các bạn nhá. Vâng, và chúng ta cùng đến với map Along Park ở trận đầu tiên thôi các bạn nhé. Và như các bạn đã thấy thì bên đội địch có một con sánh của con Ray các bạn chưa? Cho ông Ray thì mình không lo lắm, lo với ông sánh thôi. Căn bản tại Shiki mình gấp 80 ấy, mà cụ bảo rồi đã yếu mà ta gió. Mình đi không cẩn thận để khéo người mình tiến luôn này cái dép của ông chứ. Rồi, đá chiêu 2 để lấy tốc chạy các bạn ạ. Và người lấy nó giống kiểu chiêu 1 của Oden ấy. Được cứu giúp các bạn bay mà bay xa hơn thôi. À, Ray. Úi dồi, ông sánh bay qua đây thế nào đấy? 1-2 này. 1 chặng ông quả đá này. Đấy, các bạn thấy sát thương rất là to nhá. Và thật sự tôi tưởng mình sẽ xong con này đó. 1 này, 2 này. Này thì ấy rồi. Ok rồi, Roger xử xong rồi. Chung với những kẻ địch thuộc băng Roger ấy thì các bạn hoàn toàn có thể đá 1-2 trước để kéo mau cho nó xuống dưới 70%. Ê, thằng Osop nó me mày đấy. Này thì ra đi ông ơi. Từ từ tôi lấy xong cái cờ đã rồi, tôi quay lại tôi nói chuyện tiếp với ông nhá. Đá xa thật. Công nhận một cái tác đế hệ tồi tệ nó khác. Ê giời ơi, được thêm cả ông lù Marine nữa, nhưng mà hệ xăng lá này mình cũng chả lo lắm. Thôi lượn thôi các bạn, lượn thôi, nhìn được địch hung hãn quá. Nhìn chung là đấy thì chiêu 1 của Shiki gây sát thương chuẩn lên tới 70% máu của các địch thuộc băng Roger. Nên các bạn hoàn toàn có thể đá 1-2 trước để kéo máu chúng nó xuống. Rồi sút vào chiêu 1 là đảm bảo chúng nó lên bảng đếm số ngay lập tức luôn, nó phê lắm các bạn ạ. Nó đổi lại cho con Shiki được có hạn chế này. Mất cả Musari rồi đúng không? Mất cả Musari rồi. Rồi nè, đã lại đá con nữa, đá con nữa này. Ui. Chết, tính được sát thương các bạn ạ, tính lệch đúng chấm nữa. Bố khỉ nó tính lệch đúng chấm ạ. Thôi tạm biệt các ông, tôi đi nhá, các ông đánh nhau vui vẻ nhá.
chung đuổi với một runner như mình thì cái niềm vui sướng nhất đây là những cái cờ mà không ai canh các bạn ạ. Thôi tôi xin nhá. Ôi dồi ôi, ông Roger đội mình làm việc năng suất thế. Đục cái chứ. Chết hai ông bên kia nó đã sợ thật sự. Một thế thôi. À, một đồ sốc. Tặng ông quả đá này ấy. Ui là. Không sao, lại lấy ra. Ui, các bạn ơi, bình tĩnh các bạn ơi, bình tĩnh các bạn ơi. Từ từ các bạn, tôi đi, tạm biệt các bạn, tạm biệt thế giới, tạm biệt các bạn, tôi đi đây, các bạn cứ lấy cái cờ này, bạn cứ lấy nhá. Tôi đi trước thôi, tôi phải đi, tôi giữ mạng các bạn ạ. À, mình nghĩ là mình sẽ đợi cái cửa này mở rồi mình quay lại chút cho nó tiếp các bạn này. Chiếc mồ của Shiki thật sự nó không phụ thuộc vào chỉ số của Shiki ấy. Tôi có thể nói là một hại. Tặng bạn quả đá đấy các bạn thấy không? Đụp một cái lên bảng đếm số nó lại sắp thương nó to thật sự luôn ấy. Thấy rồi ông lùn đi đâu đây? Lùi ông ơi, cứ cờ nháy đi ông ơi. Lùi ơi, định đá mình nhưng mà tầm kỹ năng của mình xa hơn. Đấy nhiều khi, úi dồi ông xúc, úi dồi ông bu xúc, bắn thì phải nhìn trước nhìn sau chứ. Ông tỉa đồng đội của tôi mà ông không để ý thấy tôi đằng sau hay là ông hỏng rồi. À, anh xanh đây, tặng anh xanh quả đá này, rút xong cờ cái đã. Đấy, kéo trong máy cờ là chưa một của mình lại được hồi. Ờ, lại đây bạn ơi, đánh nhau bạn ơi. Tưởng nó dậy nhá, chưa một hồi rất nhanh luôn các bạn. Lại đánh nhau bạn ơi. Úi dồi ôi, bảo hộ tôi mấy ông thuộc bằng Roger ra đây cái. Sút một cái là 70% máu thẳng mặt luôn, 5 cờ và 7.800 điểm cho trận đầu tiên với Shiki các bạn ạ. Rất là điên luôn. Và đây chúng ta có đến với trận thứ hai ở map Marineford các bạn nhé. Nói chung là Shiki thì cái độ hiệu quả còn hơi bị giới hạn trước những kẻ địch thuộc băng Roger thôi. Tức là nó đa phần là nó sẽ khỏe cho những thằng thuộc băng Roger ấy. Còn những thằng không phải thì nó hơi hay đuổi một tí. Và cái chiêu 1 của nó ví dụ mà nó đá tầm 50% máu cho ông King đi thì nó là cả vấn đề đấy. Mà chiêu 1 của Shiki nó đá có 40 thì đâm ra là nó cũng không gọi là quá ảnh hưởng như là cái ấy rồi hai này né đã rồi 1, 2 này đợi ông ấy thấp máu cái rồi mình sẽ xúc cả chiêu 1 vào luôn. Nhưng mà khi các bạn nhá, đấy là cái bài đánh thấp máu rồi bạn ơi, thế là nằm xuống bạn ơi. Trong là cái chiêu 1 của Shiki thật sự là một cái án tử với những con thuộc bằng Roger ơi, đừng phê đó các bạn ạ. Này thì nhưng điều đấy không có nghĩa là Shiki chỉ mạnh với những con thuộc băng Roger nhá, và những thằng hệ xanh lá nó cũng máu lắm đấy. Đấy các bạn thấy ông Shiki mình mới cấp 80 thôi mà cũng ra gì không phải không đâu. Tặng bạn quả đá thì tôi qua kia rút cờ. Dù sao đừng quên Shiki là một runner các bạn ạ, là một runner chúng ta yêu cờ. Cờ gì thì không biết. Ấy giời ơi ông bạn ơi, đấy một mẹo để né cái chiêu 2 của cái đội. Ấy giời lại theo ông Roger đó bạn ơi. Né bạn ạ. Rồi ok lại. Bạn quả đá, tôi rút xong cờ tiếp rồi mình nói chuyện. Ê, bạn ơi, sao bạn lại không băng ra? Sao bạn lại không băng ra ảo thế bạn ơi? Thì sao tôi lại có mấy hòn đá cho bạn đây? Ủa, sao bạn lại không bị ăn đá bạn ơi? Sao bạn lại không ăn đá? Tôi đá bạn không băng ra mà tôi cho bạn mấy hòn đá bạn không ăn là nào? Bạn không ăn thì cuối cùng bạn cũng phải ăn thôi. Đời người mà đâu có gì là hoàn hảo đâu. Bạn né xuống sao mà né được đúng không các bạn? Đấy đúng không? Thế chung là cầm Shiki nó vui lắm các bạn ạ. Mà nó cũng khá là nhàn ấy. Nó không phải hẳn là nhàn mà kiểu chúng ta phải tính toán một tí ấy, các bạn ạ. Shiki nó cũng hơi dày. Nhưng với cái tình trạng mà rất nhiều xanh và rất nhiều Roger và rất nhiều Ray như thế này ấy, thì Shiki nó còn chỗ đứng dài các bạn ạ. Chừng nào xanh nó biến mất và Roger biến mất ấy thì lúc đấy Shiki mới ok là mất chỗ đứng. Tặng hai hòn đá. Ấy giời ơi đau thế. Chẳng làm đau thế. Tôi lại ra. Tôi đi nhá. Tạm biệt các bạn nhá. Các bạn đánh nhau này. Ấy giời ơi. Không để ý này. Tôi mình nghĩ là tránh một trận xấu mà nào các bạn ạ. Chúng ta lựa thôi. Lựa để đồng đội mình lo tiếp. Chung vậy thôi, nhiệm vụ của mình chỉ là rút và giữ cờ thôi. Là runner thì các bạn cũng có một cái lối đánh thứ hai. Đấy là sau 60 giây thì chúng ta chơi an toàn và chúng ta giữ cờ, nhưng mà ai chơi an toàn. Rất buồn cười các bạn ạ. Chú Hashikin tuy nó không gây nhiều sát thương nhưng nó rất nó phá rối kẻ địch rất là buồn cười luôn ấy. Rất lấy hợp vào cái việc phá rối luôn. Lại kéo cờ rồi, thế xong rồi. Mẹ ba anh em chúng tôi gang ba cái cờ là xong rồi. Không có lỗi mà gang mang được các bạn ạ. Dăm ba cờ có là cái gì đâu. Này thì ok, xong một kít luôn. Thế là 4 cờ rồi và chỉ có 10 giây nữa thôi. Thì mình nghĩ là với cái tình huống bây giờ thì mình nghĩ có nhận đội địch nó không lật lại đâu các bạn ạ. Ui dồi ôi, bây mạng này. Chung chiêu một của Shiki nó đá cũng 40% sát thương chuẩn đấy, nên là ông nào thấp máu cũng căng đấy. 6.700 điểm. Và đó là trận thứ hai với Shiki của chúng ta các bạn ạ. Khá là vui, khá là chill. Ok, đây là map thứ 3. Trận thứ 3 ở map Onigashima nhá. Với những bạn nào mà mình, thật ra Shiki nó là tướng limited, nó là tướng phim ấy, nên là mình cũng không rõ khi nào nó quay lại.
Thế nhưng mà những bạn nào đã có Shiki rồi và rất thích các lối chơi kiểu runner cơ động thì đây, các bạn cứ cầm Shiki lên đi, vui lắm. Đặc biệt với những bạn nào ghét Sanh còn ghét Roger ấy. Này này này, đợi ông Roger nhá, ông không bị ý. À, ông Z thấm máu ấy. Không dính nhỉ, thôi, mình Roger ơi, bình tĩnh ơi. Đã không dính ai rồi, bình tĩnh Roger ơi. Mình cầu ông Z này đã các bạn ạ. Chung mình không build tấn công hay đâm ra là đá nó cũng không mặc đau cho lắm. Thôi đâm ra là chúng ta nên tránh tay đôi thôi. Đợi hồi chiều 1 như bây giờ đây này, là chúng ta sẽ cho cái địch biết thế nào là lễ hội. Tôi đã bảo rồi, lượt hoa quả không chừa một ai đâu. Nên tôi đã cho bạn biết thế nào là lễ hội bạn ạ. Ôi trời ơi, sao mà lắm Roger phải lắm Xanh thế. Nó sẽ Kamusari đấy, rồi ôi biết ngay mà có lạ cái gì đâu. Nhưng mà ông Roger của mình bật chiều 2 vừa đẹp luôn. Sao mà cản được, 5 cờ rồi. Ôi cố gắng giữ bạn ơi, giữ bạn ơi, 5 cờ bạn ơi. Này thì ray này, 5 cờ bạn ơi. Ui mất cái cờ, mất cờ thứ hai nhà mình ạ. Đánh quá đẹp quá, quả đấy ông Xanh ông lách qua được ạ. Đến quá tí 5 cờ rồi các bạn ạ. Nói chung là thế, với một cái lối chơi cơ động và có rất khá nhiều khống chế thì Z này. Từ bạn ơi, dậy đi bạn ơi. Chúng ta ui giời, ui thêm cả ông Roger thôi, chúng ta không nói chuyện đâu. Thôi tạm biệt các bạn nhá. Lại làm cờ tiếp rồi. Mà các cụ bảo, người ta bảo rồi mà, năm tử án đại trượng phu, đánh nhau không lại bú cờ u giảng hòa đúng không? Mà giảng hòa không được thì thôi, chúng ta sẽ đi, chúng ta ăn cờ khác. Ông nào đấy. Ông say. Ui giời, mày thế ông hết trượt rồi. Ông mày đã trượt rồi, cho bạn mấy hòn đá này. Ok, mình nghĩ là mình có thể qua bên đây mình ai kia lo các bạn ạ. 1-2 lo này, tăng lo phát đá này, thấp máu thì cũng nằm giường với chân Shiki hết thôi. Ôi mà sao nhà mình mất nhiều cờ thế. Rồi ok bạn ơi tôi giúp bạn kéo cờ này, bạn ơi bạn gì ơi. Roger tăng Roger hòn đá này, lại bài vũ thôi các bạn. 1-2 tăng bạn phát chết. Ui rồi, ôi sao mà nó đi vào lòng người thế, con chữ lẻ. Với những bạn nào mà không có Roger, không có Xanh. Ôi thôi bạn ơi, 1-2 phát đá này. Một hai phát đá này. Rồi chưa một của mình rồi các bạn ơi. Chiều một của mình rồi. Đợi thằng kia nó không chú ý phát nhá, mình sẽ cho nó quả. Chiều một vận động. Ấy. Ảo vậy. Mèo vậy, rõ ràng mình đã cùng lúc với nó mà. Ảo thế. Thôi chắc nó nghĩ mình phải chọn hồi sinh bằng kinh để không có nhà mình hết cờ mới các bạn ạ. Thôi, chung là đảm bảo chiến thắng thôi chứ. Tầm này thì rồi ok, vậy là xong rồi các bạn ạ. Chung là lại trận đánh ba rất là ok. Cho dù bài cuối nó hơi lỗi một tí mà cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm đâu các bạn ơi. Và rất cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhá. Đó chính là Shiki của chúng ta các bạn ạ. Và thật sự Shiki là đúng limit thì mình không nghĩ là sẽ quay lại sớm đâu. Nhưng mà nếu như bạn nào đã có Shiki rồi thì chung là nó vẫn là một lựa chọn khá là ok các bạn ạ. Rất cơ động mà chơi cũng rất là vui nữa. Nên là cảm ơn các bạn đã xem nhá. Và với những bạn nào đeo cầu tướng thì các bạn chịu khó đợi, vì có những con của mình nó chưa lên đến cấp 80 ý. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức cho lên 80 rồi làm clip cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong các video sắp tới nhé.